Chào mừng các bạn đã quay trở lại với số tiếp theo của Việt Sử Toàn Thư. Sau đây, Minh Thư xin giới thiệu video đầu tiên trong series Những cuộc chiến tranh Việt-Trung xuyên suốt 4.000 năm lịch sử. Đầu tiên là cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nhà Tần vào cuối thế kỷ thứ 3 trước Công Nguyên. Đây là cuộc chiến bảo vệ lãnh thổ có quy mô đầu tiên của người Việt. Dù phải đối đầu với đội quân xâm lược hùng mạnh bậc nhất thế giới lúc bấy giờ, nhờ vào chiến thuật quân sự độc đáo, phù hợp, tổ tiên ta đã đánh bại hoàn toàn đội quân đông đảo của nhà Tần do tướng Đỗ Thư chỉ huy. Từ đó đặt nền móng cho nghệ thuật quân sự hàng nghìn năm sau đó. Chiến tranh Việt-Tần là cuộc kháng chiến chống nhà Tần mở rộng về phía nam của các bộ tộc Bách Việt phân bố ở Bắc Bộ Việt Nam và miền Nam Trung Quốc hiện nay, trong thời kỳ nhà Tần mới thống nhất được Trung Quốc. Cuộc chiến chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1, quân Tần thắng thế, mở mang đất đai thêm 3 quận mới. Các tộc Mân Việt, Đông Việt, Nam Việt bị đánh bại và dần bị đồng hóa. Giai đoạn 2, khi tiến sâu xuống phía Nam, quân Tần bị người Âu Việt chống trả mạnh và thất bại nặng nề. Sau khi tiêu diệt 6 nước Sơn Đông, thống nhất Trung Quốc và lên ngôi Hoàng đế, Tần Thủy Hoàng tiếp tục ý định mở rộng lãnh thổ về phía Bắc và phía Nam. Phía Bắc, ông sai Mông Điềm mang 30 vạn quân đánh đuổi người Hung Nô, lập ra 44 huyện và xây Vạn Lý Trường Thành. Phía Nam, từ khi diệt nước Sở năm 223 trước Công Nguyên, Tần Thủy Hoàng đã thu phục một bộ phận Bách Việt, lập ra quân Cối Kê và Mân Trung. Kế tục chủ trương bình Bách Việt của các vua Sở thời Chiến Quốc, Thủy Hoàng sai Đỗ Thư mang 50 vạn quân tiếp tục đánh chiếm những vùng đất phía Nam. Các sử gia căn cứ theo các ghi chép của sử ký Hoài Nam Tử. Cuộc chiến kết thúc năm 208 trước Công Nguyên và kéo dài 10 năm, nên xác định rằng thời điểm Tần Thủy Hoàng phát binh đánh Bách Việt khoảng năm 218 đến 217 trước Công Nguyên. Quân Tần do Đỗ Thư làm tổng chỉ huy, trong đội ngũ có một tướng người Bách Việt là Sử Lộc, vốn thông thạo đường xá, đất đai phía Nam và từng làm chức ngự sử giám của nhà Tần. Theo sách Hoài Nam Tử, 50 vạn quân Tần chia làm 5 đạo. 1. Đạo thứ nhất đóng ở đèo Đàm Thành, là đèo thuộc đất Thủy An trên núi Việt Thành, Ngũ Lĩnh, trên đường từ Hồ Nam xuống Đông Bắc Quảng Tây. 2. Đạo thứ hai đóng ở ải Cửu Nghi, ở phía Đông Bắc Quảng Tây, giáp Hồ Nam. 3. Đạo thứ ba đóng ở Phiên Ngung. 4. Đạo thứ tư đóng ở Nam Giã. 5. Đạo thứ năm đóng ở sông Dư Can. Đạo quân thứ nhất và đạo quân thứ hai tiến sâu về phía Nam, vào Quảng Tây là địa bàn của người Tây Âu hay Âu Việt. Đạo thứ ba đóng ở Phiên Ngung thuộc Nam Việt Quảng Đông, đi theo đường Trường Sa, vượt qua Ngũ Lĩnh đến Quảng Đông. Đạo quân thứ tư và đạo quân thứ năm tạo thành hai cánh quân đánh Đông Việt, gồm Nam Chiết Giang và Mân Việt, Phúc Kiến. Sau đó, hai đạo quân này cùng đạo quân thứ ba hội nhau ở Phiên Ngung, hội với đạo quân thứ ba đánh chiếm đất Nam Việt, lập ra quận Nam Hải. Trong khi ba đạo quân nói trên tác chiến, đạo quân thứ nhất và thứ hai ngược dòng sông Tương, bắt nguồn từ Ngũ Lĩnh, nhưng đến đầu nguồn thì không có đường thủy để trở lương sang sông Ly, tức sông Quế, vùng nội địa Quảng Tây. Vì vậy, Đỗ Thư sai Sử Lộc mang một số binh sĩ đi làm cừ để mở đường lương. Đường cừ mà Sử Lộc mở được, các nhà sử học xác định chính là Linh Cừ hay kênh Hưng An nối liền sông Tương và sông Quế hiện nay vẫn còn. Trong khi ba đạo quân tiến đánh vùng Mân Việt, Đông Việt và Nam Việt khá thuận lợi và hoàn thành mục tiêu, đạo quân tiến vào Ngũ Lĩnh gặp rất nhiều khó khăn. Liên tiếp trong 3 năm, từ năm 218 đến 215 trước Công Nguyên, quân Tần vừa phải đào kênh, vừa phải đối phó với sự đánh trả khá mạnh của người Âu Việt. Trong 3 năm đó, quân Tần liên tục phải tác chiến, không cởi giáp, giãn nỏ. Nhờ có Linh Cừ, quân Tần tiến theo sông Quế vào lưu vực Tây Giang là địa bàn của người Tây Âu. Tại đây, quân Tần giết được thủ lĩnh người Tây Âu là Dịch Hu Tống. Tuy nhiên, người Bách Việt không chịu đầu hàng mà tiếp tục bầu thủ lĩnh khác lên chỉ huy cuộc chiến chống Tần. Năm 214 trước Công Nguyên,
quân Tầm chiếm được đất Lục Lương và lập ra hai quận Quế Lâm và Tượng. Quận Nam Hải cũng thuộc Lục Lương do đạo quân thứ ba đánh chiếm. Từ đây, Đồ Thư tiếp tục thúc quân về phía nam. Quân Tần theo sông Tả Giang và sông Kỳ Cùng tiến vào vùng đất của người Âu Việt. Sau khi Dịch Hu Tống tử trận, để tránh thế mạnh của quân Tần, người Việt rút vào rừng sâu, cùng nhau bầu thủ lĩnh mới để chống địch. Thục Phán trở thành một thủ lĩnh Tây Âu đứng lên chống Tần. Quân Tần truy kích nhưng vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ. Người Việt đánh tập kích bất ngờ và dùng cung nỏ chống lại quân Tần, làm tổn thất rất nhiều binh lính của Đồ Thư. Cuộc chiến chống Tần của người Việt diễn ra trong nhiều năm, quân Tần tổ chức tấn công tiêu diệt không hiệu quả, dần dần lương thực bị tuyệt và thiếu, muốn tiến hay lui đều bị người Việt bủa vây, đánh úp. Sử ký mô tả tình trạng quân Tần: đóng binh ở đất vô dụng, tiến không được, thoái không xong, đàn ông mặc áo giáp, đàn bà phải chuyên chở, khổ không sống nổi, người ta phải thắt cổ trên cây dọc đường, người chết trông nhau. Khi quân Tần bị nguy khốn, người Việt tổ chức tấn công, giết được tướng Đồ Thư. Quân Tần bị thua nặng, sách Hoài Nam Tử mô tả, thây phơi máu chảy hàng chục vạn người. Tại Trung Nguyên, Tần Thủy Hoàng qua đời, Tần Nhị Thế kế vị. Trước tình hình các nước Sơn Đông nổi dậy, khôi phục chống Tần, và ngoài mặt trận phía Nam bất lợi, Nhị Thế buộc phải ra lệnh bãi binh năm 208 trước Công Nguyên. Chiến tranh Việt-Tần là cuộc đụng độ lịch sử đầu tiên giữa người Việt và nước Trung Hoa thống nhất, không tính tới những cuộc chiến giữa nước Sở và người Bách Việt thời Chiến Quốc. Các sử gia hiện đại Việt Nam coi đây là cuộc chiến chống ngoại xâm đầu tiên của Việt Nam. Lãnh thổ nhà Tần đã mở rộng về phía Nam, bao gồm các quận Nam Hải, Quế Lâm và Tượng. Năm 214 trước Công Nguyên, Tần Thủy Hoàng sai Triệu Đà rời vài chục vạn người đến vùng Ngũ Lĩnh, Việt Thành, Đồ Bang, Manh Chữ, Kỵ Điền, Đại Dĩu thuộc Hồ Nam, Cần Giang, Giang Tây, Việt thuộc Quảng Đông và Quế thuộc Quảng Tây. Từ đây, Lưỡng Quảng thuộc về Trung Quốc. Cuộc chiến chống Tần của người Bách Việt kéo dài trong khoảng 10 năm, trong đó người Âu Việt đụng độ quân Tần trong khoảng 6 năm, từ năm 214 trước Công Nguyên. Các dân tộc người Đông Việt, Mân Việt, Nam Việt đã bị chinh phục, nhưng người Âu Việt đã chiến thắng. Bước nam tiến của nhà Tần bị chặn lại sau thiệt hại nặng trong cuộc đụng độ này cùng cái chết của tướng Đồ Thư. Sau khi Nhị Thế bãi binh, Trung Nguyên đại loạn, nhà Tần suy sụp. Triệu Đà đã làm theo kế của Nhâm Ngao, ly khai nhà Tần sắp mất mà hình thành nhà nước Nam Việt. Theo các sử gia Việt Nam hiện đại thì ở phía Nam, gần như cùng thời điểm đó, sau cuộc chiến chống Tần thắng lợi, thủ lĩnh người Việt là Thục Phán đã thay thế Hùng Vương và thành lập nước Âu Lạc vào khoảng năm 207 trước Công Nguyên. Sau khi nhà Tần mất 4 năm, Lưu Bang diệt Tây Sở, thống nhất thiên hạ năm 202 trước Công Nguyên, lập ra nhà Hán. Nhà Hán phải đối phó với Hung Nô phía Bắc và các chư hầu mới, không tính tới việc thôn tính ở Nam Việt. Gần như toàn bộ đất đai nhà Tần mới mở ở phương Nam lọt vào tay Triệu Đà. Nhà Hán tiếp tục quản Trung Nguyên nhưng không tiếp quản được vùng này mà dùng ngoại giao coi Việt Nam như chư hầu. Hai biến động lớn nhất sau cuộc chiến Việt-Tần là sự hình thành nước Nam Việt của Triệu Đà, quốc gia có sự Hán hóa người Bách Việt ở lãnh thổ miền Nam Trung Quốc ngày nay, và nước Âu Lạc của Thục Phán thay thế Hùng Vương, nước Văn Lang trên lãnh thổ miền Bắc Việt Nam ngày nay, đóng đô ở Cầu La, Đông Anh, Hà Nội. Âu Lạc của Thục Phán là quốc gia hùng mạnh, có thành cao, hào sâu, có nỏ thần, bắn được cùng lúc nhiều mũi tên, khiến kẻ thù khiếp sợ. Dưới thời An Dương Vương, người Việt tiếp tục đánh bại hoàn toàn quân xâm lược của Triệu Đà, cho đến khi An Dương Vương bị trúng kế của Trọng Thủy phải nhảy xuống biển tự tử, đất nước ta bị đô hộ vào năm 179 trước Công Nguyên.